bạn đã quay trở lại với Artfact Computer. Và ngày hôm nay thì đang là diễn ra sự kiện là Computex 2018 và đã có rất nhiều sản phẩm độc lạ cũng như là mạnh mẽ của các hãng khác nhau đã được show tại cái triển lãm này. Và khi mà ngồi ở nhà về lướt Facebook rồi là đọc tin tức thì toàn thấy những cái tin tức về cái triển lãm này. Và bây giờ thì tôi sẽ làm một cái clip về một cái sự kiện đặc biệt diễn ra trong triển lãm này. Và sự kiện tôi muốn nhắc tới đó chính là việc Intel cho ra mắt cái bộ vi xử lý Core i7-8086K. Và đây có thể coi là một bộ vi xử lý vô cùng mạnh. Và tuy nhiên thì Intel sẽ không bán tràn lan cái bộ vi xử lý này, mà nó sẽ được làm ra với cái mục đích là để kỷ niệm 50 năm thành lập của Intel. Và vì vậy nên là nó sẽ có bản limited, nghĩa là không bán tràn lan, có giới hạn thôi. Theo như những cái thông tin mà mình nắm được thì Intel sẽ công bố xung nhịp cho cái con chip này sẽ là 4GHz. Và nếu như các bạn ép xung thì có thể lên tới 5GHz, một con số gọi là không tưởng đối với những cái vi xử lý hiện nay. Đó chứ phải tất cả những cái sức mạnh của con chip này. Vì con chip này thuộc dòng K-Series, có nghĩa là dòng chip chuyên để dành cho việc ép xung. Vì vậy nên là người tiêu dùng có thể ép xung cho con chip này lên tới một cái mức cao hơn rất nhiều so với cái mức mà nhà sản xuất công bố. Thêm một cái thông tin nữa mà mình nắm được đối với những bạn nào mà đã cảm thấy ưng con chip này sau cái thông tin vừa rồi, đó chính là Intel họ rất thích con số 86 để họ kỷ niệm một cái năm trọng đại với họ. Thì vào ngày 8 tháng 6 có thể Intel sẽ tặng miễn phí con chip i7-8086K này dành cho khách hàng. Đó là những cái thông tin là mình vẫn chưa tìm hiểu hết, nhưng nghe phong quanh là thế. Và thêm lần nữa thì hiện tại thì mức giá của con chip này cũng chưa được công bố, nhưng có lẽ thì nó sẽ xem trên 8700K thôi. Những tiền việc chúng ta đang nói về Intel cũng như là các CPU thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một cái CPU thế hệ thứ 9 của Intel. Theo những cái thông tin rò rỉ được trên mạng, từ một cái công cụ chuyên để test CPU đó chính là AIDA, thì đã có những cái kết quả khá là thú vị liên quan đến một cái thế hệ chip mới của Intel, đó chính là i9-9700K. Cụ thể các kết quả cho thấy là Intel sẽ có thể sẽ cho hai dòng chip, đó chính là dòng chip thế hệ thứ 9 và dòng chip Core Felix S. Và cũng như dự đoán thì chắc chắn là các dòng CPU Intel i7-9700K sẽ có tới 8 nhân và 16 luồng, khá giống với trường hợp là AMD Ryzen 7. Còn i5 của các dòng CPU thế hệ thứ 9 thì sẽ như là Intel Core i5-9600K thì sẽ có 6 nhân 12 luồng và công nghệ siêu phân luồng sẽ tối ưu hơn nữa hiệu năng của các CPU này. Còn dòng CPU i3 thì sẽ được sử dụng nhân là 4 nhân và 8 luồng thay vì 4 nhân 4 luồng như là các dòng Intel thế hệ trước đây. Và những cái thông tin này thì cho thấy rằng thị trường CPU tiếp theo về cuối năm sẽ rất là sôi động giữa sự cạnh tranh của Intel cũng như là của AMD. Và không biết là như thế nào thì chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Video tổng hợp một chút về tin tức cũng như là tin đồn của Artfact thì đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn có tin tức nào muốn thảo luận thì hãy cùng comment cho chúng tôi biết nhé.